cách đây khoảng hơn một tháng thì Midjourney đã cho ra mắt một cái tính năng mới có tên là Midjourney Turnal. À, hãy hình dung điều này, đó chính là Midjourney Tunnel sẽ giúp cho bạn tạo ra những cái bức hình có cái phong cách giống y hệt nhau mà không mất nhiều công để bạn có thể gõ câu lệnh. Và trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn cách dùng Midjourney để giúp cho bạn tạo ra những bức hình có cái tính nhất quán giống nhau và điều này vô cùng tuyệt vời nếu như bạn đang muốn áp dụng nó trong những công việc liên quan đến thiết kế. Và tôi là Trung Hãy theo dõi kênh YouTube của tôi Đầu tiên, để sử dụng tính năng Majority Tunnel này Thì bạn sẽ làm như bình thường Bằng cách bấm cái chéo Sau đó bạn sẽ gõ từ Tunnel Từ Tun, sorry đó, Từ Tun này đó, Khi mà bạn gõ xong thì sẽ hiện lên Một cái dòng Tun ở đây Bạn sẽ bấm vào chưa Và bây giờ, bạn sẽ nhập cái câu lệnh Theo cái phong cách mà bạn muốn cái hình ảnh của mình sẽ chuyên về cái phong cách đó Tôi lấy ví dụ như câu lệnh của tôi, tôi muốn tạo ra những cái hình ảnh chuyên về phong cách thiết kế nội thất theo phong cách Indochine Thì câu lệnh của tôi sẽ là Indochine Bedroom Interior Design Được chưa? Và bạn không cần phải nhập quá chi tiết Được chưa? Với một cái câu lệnh dài ở đây Mà điều quan trọng nhất đó là bạn hãy nhập phong cách về một thể loại hình ảnh mà bạn muốn cụ thể Mid Journey sẽ tạo ra phong cách đó cho bạn sau đó bạn sẽ bấm Enter và khi bạn bấm Enter như vậy thì hiện lên một cái thông báo đó là bạn đang tạo ra một cái channel mới và điều quan trọng nhất ở đây thì bạn chỉ cần để ý đến đó chính là ở cái ô 32 style direction này thì khi bạn tích vào đúng không ạ chúng ta có thể phóng to lên khi bạn tích vào đây, thì bạn sẽ nhìn thấy được rằng là có những cái ô như là 32 style direction, 16, 64 và 128. Thì bạn cứ hiểu hình dung nó đơn giản như thế này. Khi bạn lựa chọn các cái con số style direction này càng nhiều, thì Mid Journey sẽ cho bạn cái kết quả trả về nó sẽ chính xác với phong cách của bạn hơn. Được chưa ạ? Và ở đây thì tôi sẽ để mặc định đó là 32 style direction. Vậy thì sự khác nhau ở đây đó chính là khi bạn lựa chọn 32 style direction thì bạn sẽ tốn khoảng 0,3 fast hour GPU credit. Vậy thì điều này có nghĩa được rằng nó sẽ tốn một cái khoảng thời gian fast hour của bạn và đồng nghĩa với việc là tài khoản của bạn sẽ tiêu cái fast hour nhanh hơn. Và khi mà bạn lựa chọn là 128 direction thì bạn sẽ tốn là 1,2 giờ fast hours GPU credit. Được chưa? Khá là tốn. Vậy nên tôi sẽ lựa chọn là 32 style có thể tạo ra được kết quả à, khá là ưng ý Và ở đây thì ở trong cái phần Default Mode Thì bạn sẽ có hai lựa chọn Một là Default Mode, hai là Raw Mode Thì chúng ta sẽ để mặc định đó là Default Mode Rồi và không có quá nhiều cái sự khó khăn ở đây Và một chút chú ý nhỏ đó chính là It will take around 2 minutes Nó sẽ tốn khoảng của bạn 2 phút để có thể tạo ra cái Tunnel mới này Và bây giờ bạn sẽ bấm vào nút Submit ở đây và Mr. có hỏi là Are you sure? Bạn có chắc không? Ok bấm vào Đây Rồi Và như vậy là Cái quá trình tạo ra cái 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 tunnel mới cho bạn đang được diễn ra đó và bạn sẽ chỉ cần đợi trong một vài phút tối đa là hai phút để có thể tạo ra hình ảnh bạn mong muốn alright và chưa cần đến 2 phút thì uh, Mitchell đã báo là style Tunnel ready bây là đã thành công và đã sẵn sàng rồi và sau đó họ sẽ cho bạn tất cả là một cái đường link đúng không bạn sẽ bấm vào đường link này sau khi bạn bấm vào đường link này xong thì sẽ hiện lên một cái website hoàn toàn mới ở đây nào thế thì uh, chúng ta sẽ hiểu website này như thế nào thì ở đây có hai lựa chọn hai uh, cách lựa chọn để bạn có thể lựa chọn cái phong cách mà mình muốn thứ nhất đó là compare two style at a time bạn có thể lựa chọn hai phong cách một lúc hoặc là bạn sẽ lựa chọn uh, những cái phong cách hình ảnh mà bạn thích mà bám sát nhất so với cái thiết kế mà bạn muốn để làm gì để mid journey sẽ học từ tất cả những cái bức ảnh những cái phong cách mà bạn đã lựa chọn đó để sau này sẽ tạo ra những hình ảnh nhất quán nhất so với những hình ảnh đó bạn cứ hiểu là như vậy hoặc là nếu như bạn đã từng sử dụng stable diffusion trước đây Uh, thì bạn sẽ biết được rằng là trên stable diffusion chúng ta có một cái tính năng được gọi là train lora thì uh, chúng ta sẽ huấn luyện mid journey sẽ hiểu giống như kiểu train lora như vậy đó là chúng ta sẽ lựa chọn những cái bức hình và giống với phong cách mà bạn muốn nhất trong trường hợp này tôi lựa chọn là indochine style và tôi sẽ lựa chọn là những cái bức ảnh nào mà tôi thấy phù hợp nhất với phong cách indochine thì tôi sẽ lựa chọn những bức ảnh đó được chưa và ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu lựa chọn bạn có thể lựa chọn theo kiểu là picture your favorite nó sẽ nằm như thế này hoặc là bạn sẽ chọn theo như thế này để giờ tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong cái việc là tôi sẽ lựa chọn như thế này ok rồi và bây giờ tôi sẽ lựa chọn những cái phong cách mà tôi nghĩ được rằng sẽ phù hợp với mình Cái việc lựa chọn hình ảnh này cũng khá là quan trọng trong cái việc đó là nó sẽ tạo ra những cái hình ảnh như bạn muốn, được chưa ạ? bạn càng lựa chọn cái hình ảnh sát với cái kết quả bạn muốn bao nhiêu thì kết quả trả về nó sẽ càng tuyệt vời bấy nhiêu. Và bạn hãy nhớ rằng là bạn sẽ có bạn sẽ lựa chọn là 32 style direction thì ở bên dưới này nó sẽ cho bạn lựa chọn 32 kiểu style. A few moments later. Alright, và như vậy là tôi đã lựa chọn chọn xong những cái bức ảnh mà mình muốn, bạn có thể lựa chọn đầy đủ hết à, 2 32 bức hình của mình, được chưa ạ? Hoặc là không. Và sau khi mà tôi đã lựa chọn xong, được chưa? Tôi sẽ kéo xuống phía dưới này. Và ở đây thì uh, Midjourney sẽ uh, thông báo được rằng là hãy trả lời một vài các cái câu hỏi ở trong cột nếu như bạn muốn được rằng là cái uh, kết quả nó sẽ phù hợp hơn, được chưa ạ? Và ở đây thì có một cái rất quan trọng bạn cần phải lưu ý đó chính là your coat is đó. Vậy thì cái đường link code này nó sẽ định hình cái phong cách của bạn và bạn sẽ luôn luôn cần phải có cái code này ở dưới mỗi một cái câu lệnh của bạn, được chưa? Hoặc mà bạn có thể nhìn thêm cái ví dụ ở đây thì đường link câu lệnh của tôi bây giờ nó sẽ là Indochine Bedroom Interior Design và cái style này được chưa? Thì, kèm theo cái mã câu của tôi Thì bạn cứ hiểu được rằng đó là gì Đó chính là Mid Journey sẽ lấy cái style code này của bạn Để định hình cho tất cả những bức hình mà bạn tạo ra Ok chưa Rồi Và bây giờ bạn hoàn toàn có thể để cái trang này ở đây Và chỉ cần copy cái style code này đó, Copy Ok Và bây giờ bạn sẽ quay trở lại Mid Journey Sau đó bạn sẽ dán cái lệnh vào đây Imagine Được chưa ạ và bạn hãy nhớ như tôi chia sẻ là gì ạ? À? Là bạn có thể dán cái câu này của bạn bắt buộc phải dán cái câu cái style này ở cuối mỗi câu lệnh của bạn. Được chưa ạ? Để bạn sẽ ra được cái phong cách đó. Tôi lấy ví dụ như câu lệnh của tôi sẽ là Indochine bedroom interior design a bedroom with a bed and a bench rustic furniture. Được chưa? Sàn nhà, thảm, tủ quần áo, rattan panels, um, wood ceiling, curtain lamp, rattan chair Và đặc biệt, chúng tôi nhắc lại phải có cái style và kèm theo mã câu của bạn xuống phía dưới. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể để cái tỷ lệ khung hình như bạn mong muốn. Sau đó, bạn sẽ bấm enter. Và bạn hãy nhận được rằng đó chính là cái tính năng Tunnel này mới chỉ có hoạt động ở trên các phiên bản Midjourney V5.2 vậy nên nếu như bạn đang dùng phiên bản Midjourney v6 thì sẽ có được một thông báo được rằng đó là cái phiên bản này chưa chạy được trên v6 bạn là như điều đó Alright và đây là kết quả mà chúng ta nhận được được chưa Wow bạn sẽ rất dễ dàng tạo ra được cái phong cách Indochine này mà không cần phải những cái câu lệnh nó quá là phức tạp được chưa Midjourney đã học được tất cả từ những cái bức ảnh bạn đã đưa bạn đã chọn và sau đó có thể tạo ra hình ảnh theo ý muốn của bạn. Điều này giúp cho bạn tiết kiệm được rất là nhiều thời gian đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ như tôi sẽ muốn tạo ra hình ảnh chụp cận cảnh của một chiếc tủ quần áo theo phong cách Indochine. Và hãy nhớ đó là gì? Luôn luôn cần phải dán cái mã code xuống phía dưới này. Đó. bạn có thể thay đổi tỷ lệ khung hình giống như bạn muốn, ví dụ như là R 3 chia 4. Sau đó bạn có thể bấm enter. Alright, và đây là kết quả mà chúng ta nhận được. Um, Alright, really nice. Một trong một vài bức ảnh khá kết quả khá là tốt, đúng không ạ? Rồi, tôi sẽ lựa chọn một cái bức hình mà tôi thích. Nếu như bạn đã dùng phiên bản Midjourney V6 thì bạn sẽ thấy được rằng đó là hình ảnh của Midjourney V6 đang thiên về cái khả năng thực tế hơn rất là nhiều, đúng không ạ? À, và tôi rất là mong chờ cái phiên bản Mission Eternal này sẽ chạy ở trên V6 à, Đây là kết quả mà chúng ta nhận được Và đây là một kết quả khác Alright, good à, Tôi cảm giác là tôi rất là thích cái phong cách này Ok và một cái câu lệnh khác close up shot of indochine lamp interior bedroom design chụp cận cảnh uh, của một uh, cái chiếc đèn theo phong cách Indochine thì nó sẽ như thế nào ok và đây là kết quả mà chúng ta nhận được với việc cận cảnh chụp một chiếc đèn ok rồi các bạn có thể thấy được rằng là cái phong cách Indochine hiện lên uh, khá là rõ đúng không ạ wow really nice uh. alright really nice đúng không ạ tuyệt vời tôi rất là thích cái tính năng này nó sẽ giúp cho các bạn có thể tiết kiệm được thời gian trong cái việc là lên hình ảnh theo một cái phong cách mà bạn sẽ không mất nhiều thời gian để viết câu lệnh nữa và các cái phong cách trong các bức ảnh của bạn sẽ cực kỳ nhất quán đấy là điều mà tôi thích nhất và đó chính là những nội dung mà tôi muốn chia sẻ với bạn ở trong video ngày hôm nay cách sử dụng tính năng Channel ở trong mid journey Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo